Thưa quý vị, ngày hôm qua một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do một xe đầu kéo bất ngờ va chạm với hàng loạt xe gắn máy, nhiều người bị thương. Nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Hơn 9 giờ ngày 3 tháng 5, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn cách nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức vài trăm mét thì tài xế bị lạc tay lái để phương tiện tông vào giải phân cách rồi lao qua làn xe máy. Xe đầu kéo tông kéo lê nhiều xe máy cùng nhiều người rồi dừng lại. Theo các nạn nhân chứng kiến, ít nhất có 6 xe máy bị tông trúng, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe đầu kéo chắn ngang làn xe máy, nhiều xe máy bị hư hỏng, nhiều xe máy phải quay đầu để di chuyển vì sự cố tai nạn. Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực, đồng thời khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước 28 và 29 tháng 4 và sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 5. Thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tính từ chiều ngày 28 tháng 4 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 16 người bị thương. Đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 49.370 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 108 tỷ đồng, tạm giữ hơn 845 xe ô tô, hơn 20.060 xe mô tô, tước hơn 11.030 giấy phép lái xe, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn 15.850 trường hợp. Đường thủy đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 565 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 830 triệu đồng, tước giấy phép chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp. Đường sắt đã kiểm tra phát hiện xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 triệu đồng. Ngày hôm qua, rất đông người dân, học sinh, sinh viên quay trở lại Hà Nội để lao động, học tập và công tác sau kỳ nghỉ lễ. Do đó, lượng phương tiện đổ về có chiều hướng gia tăng, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Ngay từ đầu giờ chiều, tại một số tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, Quất Duy Tiến, ngã tư cầu vượt Mai Dịch, Pháp Vân cầu Rẽ, lưu lượng phương tiện giao thông đều tăng mạnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động lên các phương án phân luồng, điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đội giao thông số 7 là một địa bàn mà nằm ở cửa ngõ thủ đô, nên là cái đường huyết mạch cho người dân đi lại thủ đô, cho đi ra và đi vào. Nên là tất cả các phương tiện đi vào đây là rất đông. Đội số 7 thì luôn phải đảm bảo 100% quân số để phục vụ cho cái việc đi lại của nhân dân. Hiện tại đã bố trí 100% lực lượng và làm trong giờ ca trực của anh em. Và cái lực lượng bố trí lực lượng ở nhà để giải quyết ùn ứ và tai nạn giao thông, ùn tắc những điểm mà ùn tắc trọng điểm như hiện tại ở Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển này, Nguyễn Lê Văn Lương Quất Duy Tiến và một số điểm ùn tắc trọng điểm sẽ có, nếu có xảy ùn ứ xảy ra sẽ có lực lượng ở nhà ra cùng hỗ trợ phối hợp và giải quyết tai nạn kịp thời. Năm nay lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô cũng đã thử nghiệm sử dụng thiết bị flycam để quan sát giải quyết các điểm ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đội cũng có sử dụng thiết bị về flycam để phục vụ cho công tác làm việc. Đó là tại các điểm ùn tắc như đường Vành Đai 3 trên cao là những điểm rất là đông xe khi trở lại thành phố làm việc từ các tỉnh. Nên là đội cũng chủ động cho các đồng chí sử dụng flycam để quay trên cao để định hình trước cái tình hình giao thông xem là có phức tạp hay không, để ban chỉ huy đội điều động để anh em tích cực phân luồng và hướng dẫn để cho làm sao xe được đi thông thoáng. Mật độ phương tiện vào thủ đô hôm nay đa phần là phương tiện xe cá nhân. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, dự kiến lượng phương tiện đổ về trong đêm nay và sáng sớm mai sẽ còn tăng cao. Do đó, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị lộ trình cụ thể, thường xuyên cập nhật các thông tin giao thông để có thể tìm ra tuyến đường di chuyển thuận lợi nhất. Trong ngày mùng 2 tháng 5, mặc dù vẫn là dịp nghỉ lễ, nhưng theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số trung tâm đăng kiểm đã mở cửa sớm để phục vụ người dân. Ngoài 13 trung tâm hoạt động trở lại đã thông báo trước, nhiều trung tâm khác cũng đã trở lại hoạt động như trung tâm đăng kiểm 1908D Phú Thọ. Việc các trung tâm này hoạt động trở lại ngay trong dịp nghỉ lễ sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải của hoạt động đăng kiểm hiện nay.